Kim Thúy cùng nhóm thực hiện giờ thánh ca dân Chúa đời con xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng kính lễ mình và máu Thánh Chúa là một lễ trọng trong năm phụng vụ của giáo hội Công giáo. Vâng, là một lễ trọng, trọng đến nỗi không cho phép một giám mục giáo phận rời khỏi giáo phận của mình ngoại trừ những lý do khẩn cấp. Theo truyền thống thì những người Công giáo tham gia vào một cuộc rước qua các đường phố của một khu phố dân cư sau giáo xứ của họ và vừa cầu nguyện vừa ca hát. Lễ này còn là ngày nghỉ lễ chính thức tại nhiều nước trên thế giới như Áo, Brazil, Bolivia, Bosnia và Herzegovina, Colombia, Cộng hòa Dominican, Haiti, Đông Timor, Liechtenstein, Monaco, Panama, Peru, Ba Lan, San Marino, Thụy Sĩ, Grenada, San Lucia, Trinidad và Tobago, cũng như cùng một số tiểu bang tại Đức và Tây Ban Nha. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, Kim Thúy xin mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi trong một sáng tác thật quen thuộc của linh mục Thành Tâm về miền máu Chúa, nhạc phẩm Phút Linh Thiêng. Kim Thúy xin mời quý vị. Người ơi, nào máu tươi thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây, khi đoàn con được chiêm ngắm nhàn thánh Chúa trí nhân quyền uy. Thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban trần lan cho trần gian, mình máu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Này đây ban cho thân xác ta làm của ăn, máu ta ta ban cho làm của uống. Này ai ai ăn ta uống máu ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi. Thánh Chúa chỉ nhân quyền uy. Người ơi, nào máu tươi thờ lạy Chúa, đồng thanh họp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, máu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Thưa quý vị, theo truyền thống của lễ mình máu Thánh Chúa thì người Công giáo chúng ta thường có những cuộc rước qua các đường phố của một khu phố dân cư sau giáo xứ và vừa cầu nguyện vừa ca hát. Tại Việt Nam, thưa quý vị, truyền thống này vẫn được gìn giữ và phát triển mạnh. Nhất là ngày này thường được kết hợp với việc giã hoa nên ngày lễ mình và máu Thánh Chúa càng thêm tưng bừng. Nhưng theo bài viết của linh mục Giuse Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế, thì không phải không có những người chống đối và tìm cách loại trừ ngày lễ này khỏi lòng các tín hữu. Nhưng những cố gắng đó cũng chỉ hoài công,
Và việc này đã có ghi nhận trong lịch sử rằng trong cuộc chiến tranh 30 ngày bên châu Âu, quân đội Thụy Điển đã bao vây một làng Warburg tại Bavaria. Vị quan chỉ huy đã đưa ra nhiều nghiêm lệnh nhằm khống chế dân chúng, trong đó có lệnh cấm tổ chức rước kiệu trong ngày lễ mình và máu Thánh Chúa sắp đến. Các thầy dòng Camelo đang cư ngụ trong làng đã phải đối diện với tình hình tiến thoái lưỡng nan. Trong khi Thiên Chúa Cha muốn cử hành ngày lễ tôn kính con ngài, thì vị chỉ huy quân đội Thụy Điển lại ngăn cấm nếu không muốn bị tử hình. Nhưng cuối cùng các vị tu sĩ đã chọn vâng theo ý Chúa. Thế là một cuộc rước long trọng với linh mục, kiệu thánh thể từ nhà thờ qua cổng làng đã diễn ra. Lập tức quân đội được phái đến, súng ống, gươm giáo dàn ra đe dọa. Không sợ hãi, thầy Agapivus hiên ngang rẽ đám đông tiến lên. Đứng trước hàng quân đang lăm le vũ khí, thầy bảo họ hãy quỳ gối xuống trước Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Lạ lùng thay, cả đoàn binh đã đồng loạt quỳ xuống. Không ai dám thi hành lệnh phá hoại cuộc rước của quan chỉ huy. Thế là dân chúng lại tiếp tục hồ hởi, cung nghinh mình Thánh Chúa qua các nẻo đường đã định. Thưa quý vị, mình và máu Chúa đã nuôi chúng ta qua bao ngày tháng. Những tháng vừa rồi vì dịch bệnh chúng ta không được đến nhà thờ. Chắc quý vị cũng đã cảm nghiệm được mình là nhớ nhà thờ và nhớ được rước lễ như thế nào. Và hôm nay, lễ mình máu Thánh Chúa, các nhà thờ trong địa phận đã được mở cửa trở lại. Tuy là số lượng người được tham dự thánh lễ vẫn còn giới hạn vì dịch bệnh vẫn chưa qua. Thế nhưng cũng đủ để cho ta thỏa lòng khao khát. Trong tâm tình này, Kim Thúy xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với ca sĩ Lý Mai Trang trong nhạc phẩm Trái tim rất Thánh Chúa Giêsu. Kim Thúy mời quý vị. Ôi, trái tim rất thật.
Thưa quý vị, ca sĩ Lý Mai Trang vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Trái tim rất thánh Chúa Giêsu. Thưa quý vị, với nhiều người, viếng Chúa hàng ngày nơi nhà tạm đã là một thói quen, đó là một phương thế tốt lành giúp chúng ta được sống trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Vâng, nếu ai đã từng có kinh nghiệm quỳ trước Thánh Thể, ắt hẳn sẽ hiểu lý do tại sao sức hút từ việc chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể lại lớn đến như vậy. Những khi buồn vui, họ luôn chạy đến với Chúa nơi nhà tạm để tìm sự an ủi và phó thác. Xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con biết chiêm ngắm Thánh Thể để nên một với Chúa Kitô và nhập thân với Người, để còn tháp nhập vào thân mình Đức Kitô và Chúa Thánh Thần có thể hình thành bản vị Đức Kitô nơi con. Chúa ơi, con đây.
Thưa quý vị, chị Kim Nga vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Chiêm ngắm thánh tích, lời của linh mục Giuse Thánh Giá, nhạc do Sơ Maria Huyền Như soạn, và nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình thánh ca của chúng ta nơi đây. Hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích. Kim Thúy xin kính chào và kính chúc quý vị một đêm an lành và một tuần lễ thật hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Không quên hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào tuần sau.